Sáng ngày 13 tháng 9 năm 2021, đội hình shipper áo xanh tình nguyện, Liên đoàn Lao động quận 7 tiếp tục tiếp ứng lương thực và mua thuốc giúp công nhân người lao động tại 5 phường: Tân Thuận Đông, Tân Thuận Tây, Bình Thuận, Phú Thuận, Phú Mỹ. Hoạt động của đội gắn chặt với ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tại các phường để tiếp nhận và xử lý các đơn hàng, đảm bảo công tác chăm lo an sinh xã hội tốt nhất cho người dân trên địa bàn. Đặc điểm của địa bàn của phường mình là nhiều có tuyến hẻm, 251 tuyến hẻm, thì tuyến hẻm nhỏ thì có được cái lực lượng shipper hỗ trợ, thì liên đoàn lao động hỗ trợ về, thì các bạn này sẽ nhận quà, rồi có cái địa chỉ thì đi đến giao cho người dân trên địa bàn, nên tại các hẻm nhỏ. Và đối với cái trường hợp mà F0 cách ly tại nhà thì các đội ngũ này cũng là hỗ trợ đến rất tốt. Đội hình shipper áo xanh tình nguyện Liên đoàn Lao động quận 7 được thành lập từ ngày 5 tháng 9 năm 2021. Tính đến ngày 16 tháng 9, đội shipper đã hỗ trợ vận chuyển 200 tấn gạo và hơn 50.000 phần quà, giao 5.000 đơn hàng, phát hiện 3.000 trường hợp công nhân sinh viên ở các khu trọ gặp khó khăn và cấp báo Liên đoàn Lao động để hỗ trợ kịp thời. Ngoài ra, đội cũng đã vận chuyển hơn 1.000 phần thuốc điều trị đến các trường hợp F0 đang cách ly tại nhà và trên 500 bình oxy cho các bệnh nhân có dấu hiệu khó thở. Có thể thấy sự nỗ lực hết sức của các tình nguyện viên của đội shipper áo xanh tình nguyện đã phần nào hỗ trợ cho người dân lao động để họ yên tâm hơn trong mùa dịch, tiếp tục phấn đấu đưa quận 7 trở thành vùng xanh, giảm nhẹ gánh nặng cho thành phố.